Rồi, Nguyễn Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ là có bà con xe 16 chỗ đến viếng mộ này cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú về viếng mộ. Con chào các cô. Dạ con chào bà. Đó, các cô bữa nay là đến viếng mộ sáng sớm. Giờ cũng trưa nắng rồi. Con chào các cô nha. Dạ. Dạ, con chào các cô. Chúc các cô một ngày mở an lành ha. Dạ, các cô ở đâu đến các cô đi tảo mộ bà ở bên này. Dạ. Dạ là bữa nay là mấy cô đi thăm chú Linh chút. Dạ. Ừ. Là bữa nay mấy cô đi tảo mộ người thân. Còn xin chất nước ngoài gì hay gì không? Cô nước ngoài. Cô nước ngoài. Dạ. Cô Cherry Lan. Cô này gì không có nước ngoài gì vậy? Nước ngoài về dạ không có nước châu đâu. Nước ngoài. 66 tuổi. Chào với mình là ngày mới nhiều sức khỏe. Anh đang giới thiệu cơ anh ấy. Là chị gái ở mình gặp ở Cần Thơ đó. Chào 16 ớt Bình Dương. À dạ. Khán giả chào 16 ớt. Dạ, 16 ớt Bình Dương chào bà con cô bác quý cô Ngọc chú Mơ, chào cô chú anh chị nha. Dạ, đâu ra rồi. Chào cô chú anh chị trên kênh của Phương. Thiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú nha. Chào cô ha. Mình từ Mỹ vậy hả cô? Chứ hồi lúc chú mất đông quá không có bon chen luôn được. Dạ, quá đông hả cô? Tôi nói cái từ đó bon chen. Mình muốn nhưng mà mình không thể bon chen được trong cái dòng như vậy. Dạ. Hôm nay mình thấy thoải mái thì mình tới mình thăm chú. Dạ. Bà cho ông gần đây không cô? Ở bên lô gì bên này? Lô B1 đúng không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Vừa dòng quẹo qua là tới. Dạ. Ngay cái dòng thay thì quẹo qua bên tay trái, còn cô đi ra thì cô quẹo bên tay phải qua bên đây gặp chú. Cái đó là B2. Dạ. B1 anh. B2 bên B1. Bên đó B2. Bên đó là B1 hả? Đúng rồi. B3 là chỗ này. Lần đầu tiên mình đến đây luôn hả? Hello. Dạ, anh. Đúng rồi. Dạ. Lần đầu tiên thăm mẹ thì chôn ở đây nhưng mà đợi hôm nay là đợi giảm bớt những cái căng thẳng ở nhà chú rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Rồi. Con cảm ơn cô. Gia đình già. Chúc cô với gia đình nhiều sức khỏe cô ha. Rồi bây giờ là cô với lại chị ở nước ngoài về viếng chú Vũ Linh, bây giờ là đi về. Ở Cao Dân á. Dạ đúng rồi chú Cao Dân. Chú biết cô hai cô biết phở Cao Dân á. Nhưng mà sao anh biết? Tại vì hàng nhiều nhà cũng hay lên mà. Ở đó có quay cái clip luôn nhà. Rồi bây giờ là
Rồi con chào các cô. Dạ. Con chúc các cô thật là nhiều sức khỏe. Cơm ơi còn chỗ nào trống không? Để cho anh YouTube này lên luôn không? Hả? Rồi con chào bà nha bà. Chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ con chào cô. Dạ con chào chú luôn. Chào cả nhà nha. Rồi cô chú đi về. Chào cô. Rồi thì anh chào kinh em kinh 15S hả? Dạ 16S. Thiện Tiên Vlog. Thiện Tiên Vlog với chào Duy Minh nha. Dạ. Thì hôm nay là lâu rồi không có qua bên mộ cậu, thì hôm nay qua để cúng ít lòng nhiều, cúng thằng Long với bông cho cậu. Cúng trả lễ hay sao anh? Ừ, để đâu có gì đâu trả lễ để cho cậu bộ hộ anh em mình mạnh tay khỏe chân để đi kiếm tiền. Trời, tưởng đâu qua đây anh trả lễ chứ. Không đi. Ông quay view không gài quá trời luôn, giờ ông đảo là ông mua hoa mua trái cây view hổng gài chạy xe ôm mua cây rồi trái cây rồi cũng không chủ đó hôm hổng gài đi mà chạy xe ôm ngọc cấm cho anh là ngọc chắc lên đây luôn đi anh rồi. Để đây luôn thằng Long này để đây luôn vừa không vừa không vừa không vừa không ha mình lấy cái dĩa khác mình để lên trên em cầm cho đó lấy đi cho gửi ké này ha gửi ké để luôn chứ. Trời quá trời quý linh ơi, ơi thanh long nói chung nha củ ít lòng nhiều cậu ơi rồi tấm lòng mà được ạ nên quy đem lên thanh long quá trời luôn nè 6 trái thanh long hả ừ sao không 5 mà là 6 ta nghe chết là anh mà quy ơi sao không 5 trái mà là 6 trái hả rớt xuống là em ỉnh lọc đó nha anh cũng không biết nữa vợ anh mua nè không đi ít nhà lâu luôn quý cô chú anh chị mà giờ ông đảo là ông mua ông cúng này là anh cúng bông rồi nè vậy ha YouTube ở đây là vậy đó quý cô chú chị đi lâu lâu là nhớ chú là đảo gì đi không cái anh YouTube mà anh bận kéo khoác đen á lâu lâu cái anh không có quay mà anh lên cái anh cúng đem chai bự hay gì lên cúng chú đốt nhang cái gì quý cô chú chị sáng buổi sáng nè đó hai em đi Minh thì xài đó hoa tới nữa nè cô chú anh chị cũng sáu trái thanh long một xíu rồi quá ngon rồi hả cắm lợn bình thường cắm lợn nữa hả lâu lâu là mấy anh em được cái gì quý quý vị đi đâu cái nhớ nhớ cái đi về anh em hỏi thiệt á hôm nay anh đi quay anh nhớ chú hay sao anh về đây hay là có cái gì bữa nay là có mấy bàn cúng của chú anh chị này lâu rồi thấy anh đảo lại nhìn ngầu quá trời ngầu ha thì hôm nay là tại vì do cái con mắt nó không nó bị đau đau nên đeo kiếng thì yếu hơn bạn thông cảm em tưởng nó hồi tối anh, yếu quá mà canh cái giờ 1-2 giờ được anh quan sát ở bên Mexico chứ thì hôm nay là con đến đây thì cô ít lòng nhiều con có mua thanh long với bông con cúng cậu thì cậu phụ hộ cho anh em ở đây quay YouTube mạnh tay khỏe chân để quay cho có view để còn cái cuộc sống của anh em con cảm ơn cậu ủa giá gì phái nè giấy ở đây cho mấy anh em ở đây vì mèo không gài sao mèo hả không gài mèo đi mèo này lâu lắm mới mới ít khi nào mà thấy nha mèo giờ mới cỡ lắm anh mèo ít lợi đây lắm thành thôn nữ rồi thiếu nữ rồi đi hai chú cháu mình đi đốt nhang coi đi không đi đi đốt nhang không nó quên anh rồi quên hả nó quên anh rồi anh đi lâu quá mà anh đi đâu rồi thôi cũng chúc anh em quay được nhiều view ha rồi, dạ rồi, cảm ơn Thiện cảm Tiên và Duy Minh nha dạ ra ngoài kia nghỉ đi ha rồi rồi quý cô chú anh chị đó rồi giờ thì mộ vắng của chú anh chị ơi để chờ chút nữa có gì cái em sẽ cập nhật tiếp ha tình hình ở mộ của chú Vũ Linh rồi sư thầy đến luôn cô chú anh chị ơi Thiện Tiên anh mới phát hiện ra đúng 5 bông luôn kìa 5 bông ừ rồi thầy đến viếng mộ của chú anh chị ơi có nhang nha thấy không ơi đang đúng nha thầy ơi
Dạ, con chào thầy. Dạ. Chào chị. Ông dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ, dạ. Cô chú ý. Hôm qua cô xem cái video của cô Sáu. Dạ. Cô Bí nói cô Sáu cũng giả dối. Rồi vì cúng không chặt gà. Cúng không chặt gà. Ờ cô ý là cô nói cúng chặt gà cô chú ăn được. Dạ, con chào thầy. Dạ, thầy sau khi mà vô hấp hôn cho chú Vũ Linh thì bây giờ là ra về của chú anh chị ơi. Giờ thầy ra về ha. Con chào thầy. Cảm ơn sư nha. Xe kìa anh ơi. Xe kìa anh ơi.